là một trong những thuộc tính của con người. Trong chúng ta ai cũng có lòng tham hết, không ít thì nhiều, không thô thì tế, không tích cực thì là tiêu cực. Ham cũng còn gọi là dục, mong muốn, tìm cầu, khát vọng về một mục đích nào đó. Nếu như chúng ta là những người tham tích cực, luôn nghĩ đến tha nhân, luôn nghĩ đến những công sức, những nỗ lực từ chính bản thân của mình để đạt được cái lòng tham đó theo chiều hướng tích cực, thì những lòng tham đó sẽ được động viên, khuyến khích. Còn ngược lại đó, những lòng tham tiêu cực, chúng ta không có nỗ lực bằng công sức, mồ hôi của mình mà chúng ta muốn đạt được cái mục đích mà mình muốn hướng đến bằng trên mồ hôi, nước mắt, công sức của người khác, chà đạp lên những cái thành quả của người khác để rồi mình muốn đạt được những cái mục đích như bản thân mình muốn. Về việc tham thì nó có rất là nhiều cái vấn đề để chúng ta ham muốn, nhưng thời gian có hạn, tôi xin chia sẻ về việc ham muốn tiền tài. Tiền tài thì nói chung về tài sản. Nếu như con người của chúng ta mà không chánh niệm thì chúng ta dễ bị tiền tài lôi kéo, và nó khiến cho chúng ta nỗ lực không chân chính để đạt được những cái tài sản đó. Và những điều này á, sẽ bị lên án, sẽ bị trừng phạt, sẽ bị tù tội, bởi vì nó không phù hợp với pháp luật. Trong dạo gần đây có rất là nhiều người muốn có được tài sản bởi vì lòng tham của chính mình, cộng với lợi dụng cái lòng tham của người khác để rồi lừa hết người này, lừa đến người khác để muốn có được cái tài sản mà không cần phải mồ hôi công sức gì nhiều, chỉ cần có sự tinh vi, tinh tế, rồi có sự lừa lọc, có tổ chức, vân vân, để rồi họ đạt được những cái mục đích. Họ tưởng rằng những cái mục đích đó sẽ đem đến cho họ có cuộc sống an lạc, hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Giống như có những người luôn lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để lừa người khác. Vừa qua ở trên trong trung tâm Sài Gòn cũng có một cái trường hợp là một bé bán vé số, thì có một người chạy lại hỏi tính định mua vé số, khi bé được vé số rồi cầm chạy luôn. Thấy tội nghiệp người ta. Thì những người cũng giả tâm đi đến một cái chỗ bãi xe đó, cũng phụ dắt đồ, giúp đồ. Rồi khi người ta đến, người ta để chiếc xe như vậy, quên, người ta chưa kịp tháo cái chìa khóa ra, leo lên xe chạy luôn mất tiêu. Có rất là nhiều cái trường hợp để rồi họ cũng mong muốn làm sao có được cái tài sản một cách nhanh nhất. Và vừa qua ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, các lề đường đó, thường đó, là những người dân người ta hay tụ tập ở đó. Không biết vì mục đích gì, lý do gì, họ thấy đông mà khi nghe điện thoại đó thì họ đến, họ hỏi thăm chừng vài câu là rồi mất tiêu cái điện thoại, rồi lúc đó la khóc, cái tội nghiệp cho người ta. Rồi gần đây họ tinh vi hơn, họ lừa bằng cách qua mạng, họ lợi dụng vào cái tâm lý của mình, lợi dụng vào cái lòng tham của mình, họ đưa cho mình một vài cái nhiệm vụ để mình hoàn thành. Nếu như mình không hoàn thành đó, họ sẽ dùng những cái biện pháp đe dọa, có thể nhờ công an, có thể báo đến cho gia đình biết, để cho khủng bố tinh thần của mình, để mình sợ, để mình tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Khi mình hoàn thành nhiệm vụ được một lần, mình nạp cái số tiền mình vào, thì họ bắt mình tiếp tục nạp số tiền khác nữa, lớn hơn. Ở trong chùa của mình vừa qua cũng có xảy ra một cái trường hợp như vậy. Với số tiền hơn 100 triệu đồng, cũng bằng cái hình thức lừa như thế này. Rồi khi họ bảo mình nạp vô khoảng mấy trăm nghìn, rồi đến 1 triệu mấy, rồi đến vài chục triệu, rồi đến tiếp tục
mình cứ nạp hoài như vậy thì nạp bao nhiêu thì nó mất bấy nhiêu. Mà khi họ mình nạp vào á, họ nói chưa đủ, nạp gắng nạp thêm đi rồi mình sẽ có được hoàn lại cái số tiền, rồi cộng với cái tiền lãi nữa, khá là hấp dẫn. Ví dụ như mình nạp vào 100 triệu thì mình sẽ được 180 triệu. Những người nào mà nhẹ dạ cả tin á, thì sẽ bị mắc lừa. Và cái trường hợp này đã khá phổ biến trên mạng rồi, mà đôi khi có một số người cũng chưa có hiểu, rồi cũng không tin, cứ nghĩ rằng là nó có sự công khai, minh bạch, chứng từ, vân vân và vân vân. Nhưng thực chất đó là một cái hình thức lừa. Ngày hôm qua hôm kia cũng có một cô trước đây có làm phòng may đó, cổ cũng vào văn phòng, cổ cũng gặp con, cổ hỏi thầy ơi giờ thầy giúp cho con mượn khoảng 300. Con hỏi là 300 gì cô? Dạ thầy cho con mượn 300 triệu đi, rồi con sẽ nạp vào một thời gian ngắn, con sẽ gửi lại cho thầy liền. Rồi con cũng gặp cô, rồi con cũng trao đổi thông tin. Con nói cô ơi, cái trường hợp này đó vừa qua ở chùa mình đã mắc phải rồi, cô coi chừng bị lừa đó, đừng nên tiếp tục nữa. Cô nói con đi đến chỗ này chỗ kia cũng mượn, không ai cho chứ. Phải rồi, mình đầu tư những cái mà nó không căn cứ, mình đầu tư những cái tiền nó không nhỏ, ví dụ như 300 nghìn thì đôi khi người ta còn cho mượn, còn 300 triệu ai đâu mà có tiền đâu cho mình mượn. Mình nhìn thấy cái khuôn mặt của cổ nó thiếu trí tuệ, nó giống như kiểu là nó không biết mình diễn tả hay sao, nó phờ phạc mà nó hấp tấp muốn có được một cái số tiền gì đó nhanh chóng đi nạp vào, để như một cái yêu cầu của người ta. Nếu như mà mình không nạp vào đó với thời gian nhất định nào đó thì xem như số tiền mình đầu tư trước đây đó sẽ bị mất. Nó gài mình đến lúc như vậy rất là đau khổ. Cho nên những ai chư tăng cũng như là Phật tử nếu thấy những trường hợp này thì vui lòng đừng nên tham gia bất kỳ những khoản lợi nào, những lời nói ngọt ngào nào, hứa hẹn nào để cho mình có được một số tiền lãi nhiều, tiền lãi cao. Cho nên chúng ta phải nên chánh niệm, mình làm muốn chết, nỗ lực chân chính hết sức mà còn không có dư, huống chi là những điều mà trên trời dưới đất, những điều mà nó nghe có vẻ thấy hấp dẫn quá, không cần phải tốn công sức nào hết mà tự nhiên cái lãi cao quá. Cho nên dễ đi vào cái lòng tham của con người mình, và con người mình hay bị mắc phải. Rồi một trường hợp khác, cũng vì cái lòng tham của mình, nếu như mình không có lòng tham, mình chánh niệm đó thì không ai gạt mình được hết. Nhưng bởi vì một chút lòng tham trong bản thân của mình cho nên mình sẽ bị gạt. Trước đây có cái trường hợp mà những người họ giả làm nhà thầu á, có nghĩa là họ là những người làm ở trong sổ số kiến thiết, cho nên á, họ thấy được những doanh nhân, những công ty xí nghiệp nào lớn, họ biết được số điện thoại đó, họ sẽ liên lạc và họ nói rằng á, ngày hôm nay anh đánh số đó đi, tôi sẽ sổ ra ngay số đó, nếu không á, tôi sẽ hoàn tiền lại, tôi đảm bảo, và nếu như trúng á, thì anh sẽ chia cho tôi với số phần trăm là bao nhiêu. Ví dụ như là chia cho tôi là 20%, 100 triệu, nếu anh trúng anh đạt được 1 tỷ, 100 triệu thì anh sẽ đưa cho tôi 20 triệu, 1 tỷ anh sẽ đưa tôi 200 triệu. Khá nhiều người vì lòng tham mà đầu tư vô lời quá, ví dụ như mình trúng một con số, mình bỏ ra 1.000, mình trúng được 80 ngàn, thì quá là lời rồi, bỏ ra 1 triệu, trúng được 80 triệu, lời quá, thì mình chia cho anh 20%, mình vẫn còn số lãi, số tiền dư khá là nhiều. Cho nên nhẹ dạ cả tin, rồi khi đầu tư vào đó mình, cái đó là cái sự may mắn thôi, chứ không phải là anh này là người trong sổ số kiến thiết, ảnh giả nói như vậy để đặt cái lòng tin của mình vào trong nơi ảnh thôi. Nhưng khi mình đánh đó, nếu mình may mắn mình trúng đó, thì ảnh được hưởng lợi. Còn nếu mà mình thua đó, mình chịu thiệt, mình mất tài sản, nhưng ảnh là người không bị mất gì hết, anh trốn mất tiêu rồi. Mà khá là nhiều người bị vấn đề này. Có những công ty, xí nghiệp lớn, doanh nhân cũng đã tán gia bại sản vì cái hình thức chiêu trò lừa đảo này. Cứ nghĩ rằng là ỷ là anh này là làm trong công ty sổ số kiến thiết, cho nên cái mặc định là cái số chiều hôm nay là phải ra là đúng cái số mà anh đã nói cho cái người mà
có nhu cầu đánh số. Ví dụ chiều nay ra số 30 thì anh cố gắng anh đánh thì tôi sẽ cố gắng tôi giúp cho anh là phải có một con số 30. Số 30 là hồi nãy giờ con nói là đánh số đề nữa nghe quý vị. 30 là số đề đó, số đuôi á. Nó họ bao lô hay họ làm gì đó vân vân, con cũng không có rành mấy cái vụ này. Chỉ nghe nói như vậy thôi. Rồi gần đây cũng có một cái trường hợp là họ cũng vào chùa. Ban đầu đó, họ than khổ. Họ than khổ với quý thầy. Họ kể ra những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Sau đó họ nói rằng họ có được cái tài sản kết xù, một tài sản khổng lồ lắm, họ sẽ thừa hưởng trong một cái thời gian sắp tới. Và không biết cái tài sản nhiều quá thì con không biết làm cái gì. Cho nên là khi vào chùa đó thì con thấy chùa là cái nơi cũng tin tưởng, rồi làm được lợi ích cho chúng sinh. Cho nên con muốn phát tâm cúng dường cho chùa một miếng đất ở tại Lâm Đồng. Rồi với cái số tiền mà kinh phí xây dựng nó khoảng 45 tỷ con sẽ đầu tư cho thầy. Khi trò chuyện như vậy đó thì con nhìn thấy cái bề ngoài của cổ nó cũng thấy giống giám đốc, giống giám đốc lắm. Vô ăn bằng đồ quét đồ, nói chung là không thể nào mà xem cô này là người không có cái địa vị, cũng như là có được cái kinh tế. Thấy cô ăn bằng sang trọng lắm. Cô vào cũng có tiếp chuyện một vài lần với quý thầy. Thì cũng được nghe thầy đó nói rằng là cổ cũng có dự định như vậy, muốn hiến đất cho chùa, còn muốn đầu tư. Rồi cổ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết. Cổ nói rằng rồi sau này cổ kể cổ bệnh, cổ đi qua Singapore để trị bệnh. Đi Singapore trị bệnh mà trong lúc mà cổ kể như vậy, cổ sẽ đóng vai là ba nhân vật như vậy. Thứ nhất là cổ, thứ hai là luật sư, thứ ba là ông thầy nào đó, một tên của một ông thầy nào đó. Đóng vai như vậy thì mà cổ có cái điện thoại, mà hai ba cái điện thoại cổ đóng vai như vậy để nói làm sao cho mình tin. Mà lúc đó có thầy mà ở trong chùa mình nó tin dữ lắm quý vị, tin mà đến nỗi mà không biết làm sao chạy tới chạy lui tin dữ lắm. Mà sau khi nói rằng đó là thầy sắp sửa sẽ có cái sổ đất có tên thầy trong đó, thầy ở nhà đi không cần phải đi, mà ít bữa thầy có sổ rồi. Thì sư phụ cũng có nói coi chừng bị lừa đó nha. Thì con cũng có nói coi chừng bị lừa đó. Tại vì cái việc mà sang tên mình có được cái sổ đất phải chính đức thân của người đó đó đi ra để công chứng, để làm giấy tờ, chứ không phải như không mà tự nhiên muốn sổ đỏ là mình ở nhà nói tên mình cái là có liền. Cái đó là không có thật. Và cái đó cũng không có thể diễn ra, không có khả năng diễn ra. Cho nên cậu nói như vậy đó, mà như vậy ảnh cũng tin nữa. Sau đó ảnh lên ảnh trình, ảnh thưa đồ. Thì sau đó con cũng cắt nghĩa cho ảnh nhiều thứ. Rồi có lần là đi qua Singapore cũng gì nữa, đặt vé cho con đi rồi nè, thưa chào sư phụ đi. Rồi thầy ở ngày mai con đi Singapore nghe thầy. Thầy thăm bả, tại bả đi bệnh mà, bả bị bệnh cho nó, bả nói bả đi Singapore. Xong rồi cái tối lại ông luật sư nào nhắn thôi, đi không được thì ít bữa về. Là bả nhắn nữa chứ không ai ông luật sư nào chứ, cũng bả nữa. Bả xài ba người luôn, bả đóng ba nhân vật. Mà với cái việc làm như vậy để làm cái gì? Có nghĩa là hiện tại bả chưa lừa mình, bả chưa lừa bất kỳ một cái gì hết. Nhưng mình đã biết được cái đường đi nước bước của cổ rồi. Mình có vặn vẹo một vài điều rồi, cho nên cổ không lừa được. Có nghĩa là sư phụ nói rằng bây giờ có sổ đàng hoàng, rõ ràng thì lúc đó mới tính tiếp. Cổ hứa hẹn đủ điều hết trơn rồi biến luôn, không có cái sổ, bây giờ không thấy sổ nằm đâu chứ. Cho nên mình thấy không, họ lừa đủ thứ chuyện hết. Tuy là bây giờ mình chưa mất tài sản, nhưng đến một lúc nào đó cổ sẽ gài mình vào trong một cái trường hợp. Thầy ơi, bây giờ con cần một số tiền là 500 triệu để mình đưa cho người ta mình mới làm cái sổ được. Thì mình bắt buộc mình phải đưa thôi, đúng không? Số tiền mà 7 tỷ cho một miếng đất, 45 tỷ cho một cơ sở công trình quá ư là hấp dẫn. Làm sao 500 triệu mình không bỏ ra, mình có thể giúp cổ được. Nó cổ sẽ gài mình vào cái thế đó, nhưng mà chưa được, bởi vì mình đã vặn vẹo một vài điều rồi cổ biến luôn, mất tiêu. Và sau khi hỏi ra đó, cổ là công nhân may. Cổ là người công nhân may, là người làm thuê cho cái cô mà Phật tử đến chùa nè. Cổ kể là công nhân may, nghe mấy vị tháng có mấy triệu bạc hả? Mà cứ nổ lên về nói giờ con biết tiền nhiều quá, tài sản mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ rồi kết xù, bây giờ không biết làm thế nào.
Hỏi ra công nhân may mà lừa hết người, những nhân viên trong cái công ty may đó, mượn người 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu rồi biến đi luôn. Bây giờ không thấy đâu hết. Cho nên mình thấy người ta lừa đủ thứ chuyện hết, đủ thứ cái hình thức để mà chiêu trò, để mà muốn có được một cái tài sản. Và hơn thế nữa cũng còn nói con á, là ngày xưa nuôi cổ nữa. Có thầy Tâm Trường ở chùa Pháp họ nuôi tôi từ nhỏ tới lớn. Rồi tôi muốn làm việc gì đó phải hỏi ổng mới được, chứ không thôi là tôi không có giải quyết. Cổ đóng vai như người khác á, tại người khác ta đâu có biết con đâu. Cho nên là cổ nói là thầy Tâm Trường ở đó nuôi tôi, cho nên tôi muốn làm cái gì, tôi muốn ký giấy tờ cho ai phải thông qua thầy Tâm Trường. Cho nên mình thấy nhiều khi nó ngộ lắm. Đủ cái hình thức hết trơn, đủ cái phương cách để mà họ lừa mình, họ đánh lừa mình, để mà họ kiếm được cái, mong muốn có được cái tài sản thôi. Và đó là đối với cái người thế tục, còn cái người tu cũng vậy. Nếu như không chánh niệm cũng dễ bị rơi vào cái trường hợp tài sản này, dính mắc về tài sản này, và từ đó chúng ta sẽ bị hoàn tục và không còn cơ hội để tiếp tục tu học nữa. Cho nên đó, trong Kinh Pháp Cú cũng có nói rằng là tài sản sẽ hại người ngu. Người trí thì họ không bao giờ bị vướng vào cái điều này. Người trí mà họ cầu về giác ngộ đó, họ tìm về cái con đường chân chính rồi, họ cố gắng làm sao nỗ lực chân chính bằng mồ hôi công sức của mình để có được cái tài sản, để có được những cái nhu cầu mà mình mong muốn nhằm thỏa mãn cho bản thân, thì mình phải nỗ lực chân chính, mình làm những điều mà nó đem đến tích cực. Còn cái việc tham mà cho tha nhân đó, ví dụ như là có những người mong muốn rằng có tiền nhiều để mình in kinh, ấn tống, phóng sanh, tổ chức các khóa tu, hoặc là làm các chương trình thiện nguyện, thì đó là điều tốt, đó là lòng tham tốt, lòng tham tích cực. Còn có những lòng tham mà luôn lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, nghĩ cho gia đình, rồi luôn lúc nào cũng tìm cách là không phải nỗ lực bằng mồ hôi công sức của mình để đem đến những cái đau khổ cho chúng sinh. Rồi mình nghĩ rằng những cái việc mà làm đó là những việc làm bình thường, bởi vì mình là người có cái sự nhanh nhẹn, có được cái tài trí về lừa đảo, cho nên mình cứ tiếp tục như vậy. Thì về cái pháp luật nhân quả đó, đối với pháp luật đó, nếu như phát hiện được cũng mình cũng là những người bị đánh đập, bị trừng phạt, bị tù tội. Còn đối với nhà Phật của mình đó, thì nhân quả không chỉ hiện tại mà còn nhiều kiếp về sau chúng ta gặp những cái quả báo hết sức là đau khổ. Kính chúc đại chúng luôn có nhiều sức khỏe và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.